Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nắng Sơn Nha. Cả nhà buổi sáng hôm nay em đang có mặt tại số 5 Đoàn Thị Điểm, shop của mớm Hồng Loan ha. Thì cả nhà cũng thấy là đây ở bên bàn thờ của chú Năm là sáng là mở cửa nè cô chú anh chị. À, em thấy thì Mỹ Mỹ đang chuẩn bị đi đâu nè, lên đồ, đang lên đồ và cũng chuẩn bị đi đâu đó cô chú anh chị. À, Mỹ Mỹ chuẩn bị đi ra ngoài ha cô chú anh chị. À, bên đây thì cô bánh nước cô hôm nay cô dọn hàng cô bán. Ở đây sáng sớm thì có một chiếc xe du lịch đến cô chú anh chị, trước nhà của Út Mớm nè. À, thì cả nhà thấy là buổi sáng thì đã có người xe du lịch đến ủng hộ Mớm này ha cô chú anh chị. À, đây là chị điều dưỡng này, chăm sóc cho bé Biu tới, để sáng nào chị cũng tới giờ này cả nhà. Dạ thì buổi sáng hôm nay thì shop đang mở cửa bán rồi cô chú anh chị, giờ 8 giờ mấy ha. Nãy thì thấy anh Chánh ảnh dậy sớm, ảnh nào anh dọn anh quét anh trưng hàng lên ha. Thì Út Mớm thì vẫn ở nhà, dù là cũng đang tất bật để chuẩn bị khai trương cái shop túi sách nước hoa ha cô chú anh chị. Thì shop túi sách nước hoa cách đây khoảng chừng 2 cây số thôi cô chú anh chị à, cũng không có xa lắm ha. Nãy thì cũng có cô chú anh chị hỏi em là có gần không, thì cỡ khoảng 2 cây số thôi nha cả nhà. Thấy là mọi người cũng đang tất bật để chuẩn bị cho ngày khai trương ngày 9 tháng 1 2024. Đó thì cô chú anh chị mình ai chưa có túi sách hay là muốn tậu cho mình một chiếc túi sách nước hoa gì đó cho ngày Tết, thì cả nhà mình chính tay cả nhà mình qua ủng hộ Út Mớm nha cô chú anh chị. Thì sáng hôm nay em cũng cập nhật những thông tin ở shop Út Mớm cho cả nhà mình biết, và bên cạnh đó thì em cũng vừa mới cập nhật được một thông tin mới của anh Nguyên Vũ Kha Kha. Thì anh có chia sẻ là anh sắp ra một cái MV mới ở trên kênh Nguyên Vũ Official nha cả nhà. Thì MV của ảnh là đây, ảnh có chia sẻ đây chú anh chị. Một chiếc MV khởi động cho đầu năm 2024 khá vui nhộn và hài hước, sẽ có trên kênh Nguyên Vũ Official, mọi người hãy xem giới thiệu kèm phía dưới nhé, cảm ơn nhiều nhiều. Hay cô chú anh chị, MV có tên là Ba Má Ơi Con Hứa Lấy Vợ. Dễ thương quá nha. À, đây là cái đường link nè cô chú anh chị, Ba Má Ơi Con Hứa Lấy Vợ. Anh nói là xem vui vui nè, vui vui, xem vui vui quá anh. MV này sẽ được khởi chiếu vào ngày 9 tháng 1 luôn cả nhà. Cũng lại là ngày 9 ha. Ngày 9 sẽ là ngày khai trương của shop mới, shop thứ hai, chi nhánh thứ hai của Út Mớm nè, và cũng là ngày ra mắt cái MV của anh Nguyên Vũ luôn. Số 9. Đây cả nhà. Hiện tại thì đây là cái đường link để giới thiệu, đường link là giới thiệu cái MV thôi, còn cái MV chính thức sẽ được khởi chiếu vào một lúc 19 giờ ngày 9 tháng 1 ha cả nhà. Đây thì em thấy Mỹ Mỹ đi đi đâu mới về nè cả nhà. Thì có một số bình luận của khán giả vừa mới bình luận, em xin phép đọc lại cho cả nhà mình nghe nha. Con nhớ anh Nguyên Vũ gọi cho anh Okila. Khán giả Mai Nguyễn thì là ủng hộ anh. Khán giả Lydia Trần Ngọc thì nói là lấy thiệt đi, em tài trợ trang phục cưới.
Anh Nguyên Vũ nói là hứa nha, ca ca. Hứa mà, em hứa, không có chạy làng đâu, hi hi. Chúc MV của anh đặt kiểu view nhé, năm mới luôn thành công nhé anh. Ra duyên là đúng bài đưa nàng về Vinh rồi nè, ca sĩ Nguyên Vũ. Có luôn nha, ca ca. À, cả nhà. Đây, sáng sớm gặp ông Lucky nè, cô chú anh chị. Rồi, em xin đọc tiếp bình luận của khán giả Trần Tùng nè. Chúc mừng cô nào có đủ duyên để được dẫn anh đi trước, dẫn nàng theo sau là quá diễm phúc luôn. Yeah, tuyệt vời quá ba ơi. Luôn ủng hộ anh Vũ. Phim hay. Anh Hiếu Rodon thì nói là xuất sắc luôn. Luôn ủng hộ ca sĩ Nguyên Vũ. Chúc anh thành công trong MV mới nhé. Chúc anh bước sang năm mới gặt hái được nhiều thành công và ra thật nhiều MV hơn. Ủng hộ ca sĩ Nguyên Vũ bà con ơi. Chúc mừng MV của anh sẽ đạt triệu view nè cả nhà. Chúc MV của idol thành công, mong đợi nhé. Hello anh Nguyên Vũ đẹp trai. Ủng hộ ca sĩ Nguyên Vũ. Cả nhà ủng hộ Nguyên Vũ hen. Chúc anh thành công tốt đẹp. Không chờ nha anh. Tụi em ủng hộ hết mình. Đấy giờ thôi Nguyên Vũ ơi. À, rất là nhiều bình luận luôn ha. Thì đây cũng là một cái tin vui của anh Nguyên Vũ. Ảnh giới thiệu cái MV khởi động đầu năm 2024 ha. Là anh Nguyên Vũ sẽ cưới vợ nha cả nhà. Chia sẻ thông tin vui là anh sẽ cưới vợ. Mà cưới vợ trong cái MV mới nha. Bà má ơi còn hứa lấy vợ. Sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh Nguyên Vũ Official ngày 9 tháng 1 2024. Cô chú anh chị mình cùng hóng với cùng hóng với nhau nha, cùng hóng với em nha cả nhà. MV này chắc cũng hứa hẹn là sẽ được triệu view đi cô chú anh chị. Thì buổi sáng cập nhật chút thông tin thì thấy cái thông tin vui của anh Nguyên Vũ nè. Rất là thích luôn ha cả nhà, rất là nhiều cô chú ủng hộ ha. Thì cả nhà mình có thấy thì lúc nãy thấy anh Lucky ảnh mới đi ra ngoài ha, ảnh giải quyết cái nỗi buồn như mọi ngày. À, thì hôm nay anh Chánh về quê lên rồi thì người dọn dẹp là anh Chánh thôi. Qua nhường lại cho anh Chánh. Anh Chánh ảnh rất là vui vẻ ở nhà. Ủa sáng em ghẹo ảnh là sao sáng giờ Lucky dậy chưa? Anh nói là chưa. À, thì anh Lucky ảnh vừa ra ảnh giải quyết cái là anh Chánh xách cái xô nước đi ra dọn dẹp liền. Dọn dẹp cái tàn cuộc cho anh Lucky. Hôm nay thì ảnh không có lại xin trả ăn ha cả nhà. Anh biết là hôm nay cô bánh ướt thường của bánh ướt bán nhiều trả lợi cho anh ăn trơn cho nên là hôm nay anh không xin. Chút xíu xung quanh nhà mớm xíu hả nhà ha. Đó, cho cả nhà mình xem khung cảnh quen thuộc. Thì em có nghe một cái thông tin là hôm nay chị Ni sẽ về vào thành phố Hồ Chí Minh ha. Sẽ vào đúng hơn ha cả nhà. Thì mấy bữa nay thì chị Ni về quê ăn đám cưới. Thì hôm nay chị sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì nếu mà trưa nay có biết được thông tin của chị Ni hay có ra đón thì tụi em sẽ quay chia sẻ cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video của em. Và chúc cả nhà một ngày mới nhiều sức khỏe. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ Đăng Sinh nha cả nhà. Chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.